Đây, 5 kg à, 5 kg hơn. Đó, hấp dẫn cho mọi người. Ồ, nó búng nè, mê mắt chưa? Hello mọi người, trở lại với kênh Hoàng Linh Miền Tây nha. Hôm nay tiếp tục dẫn mọi người đi ra ruộng coi mấy anh kéo tép mọi người. Mình kéo tép nhọn dưới vuông. Mọi người cùng theo dõi nha. Dưới đây nhiều tép lắm mọi người. Tép này ở trong vuông thơm nhiều lắm. Dở nha mọi người. Nửa khúc không? Rồi. Hết hết. Được mấy ký rồi mọi người. Bên tay có cái ký ngoài. Cái lưới một ô lộn, cái lưới dày vậy sao cá nhỏ ra được. Lưới này nhiều quá, kéo xa là nhiều hơn lưới nãy. Sao mà nhiều hơn nãy chắc. Ồ, một bị luôn. Đây gió hai ăn gánh vậy thôi. Đây gió là 60. Đó, một bị luôn rồi. Nhiều hơn nãy. Gấp hai gấp. Giờ tiếp tục kéo thêm lưới tiếp theo nữa mọi người. Bây giờ lưới này nữa là 3 lưới nha. Tép 4 nhóc hết trơn rồi. Ô, một bị nữa rồi mọi người. Một bị, một bị tép rồi cá con nữa. Một bị luôn. Tép chứ cá con kéo qua lại để cho cá nó lọt cơm ớt mọi người. Cá nhiều quá lựa lâu lắm. Giờ kéo thêm lưới thứ tư nữa mọi người. Kéo này tùy độ dài độ ngắn thôi. Dở lên dài thì nó dính nhiều hơn. Khi tới lúa thì mình phải dở lên. Này ruộng xả nước khô ra thì nó còn dưới lòng mương nữa mọi người. Ở trên mình thấy rong nè. Cái rong này là tép nó sống đây nhiều lắm. Vì nó gom xuống mương nhiều. Lưới này kéo ngắn nhưng mà dính nhiều à. Nó một bị luôn đó. Quá trời cá con giống. Đó. Quá trời luôn mọi người. Nghe tên té luôn. Đó, con to to luôn mọi người. Lấy cặn lên cho mọi người xem nha. Đây mọi người. Đây. Đây là tép nhọn luôn rồi. Có trứng nè. Con có trứng rất là nhiều luôn. Vàng vàng.
Rồi tiếp tục lưới thứ 5 mọi người. Đó, bốn nhóc hết rồi. Tép này là nó tự sinh nha mọi người chứ không có nuôi. Đây trong vườn này chỉ nuôi nuôi tôm với thẻ cua thôi. À, thẻ bắt cá chấu bà con mọi người không? Đó, bậy luôn. Đó, nhảy te té lên trên chân. Tung té luôn. Có trứng vàng vàng mọi người. Đây, tiếp tục thêm lưới mọi người. Lưới này lưới thứ 6. Đoạn này nhiều tép mọi người. Bún ở trong lưới quá trời nhiều. Lưới thứ 6 này chắc nhiều á. Dữ lắm mà đủ má lưới này 7 lưới đó. Nặng lắm hả? Nặng là dữ lắm rồi, ngay bày á. Lưới thứ 6 này thu hoạch nhiều mọi người. Đó, kéo rất là nặng, giờ vô con tôm bự rồi. Vô đó luôn này, quẹo qua rồi, con tôm bự mới bún trong lưới. Rất là nặng lắm, nặng là dính nhiều 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 tép trong đó lắm. Rồi, dừng đi con. Đó, bún tung té giống kìa, quá trời. Cá à? Cá con quá trời rồi. Ồ, một túi luôn mà cá con nhiều không nha. Mấy con cá trắng trắng đó kho tiêu không em luôn đó. Đắng nhất à? Hả? Đắng. Đó, đắng đắng đó sao? Kho tiêu không em. Đây, 5 kg à? 5 kg hơn. Đó, hấp dẫn cho mọi người. Quá trời luôn. Ngon khô lạ. Lưới thứ 7 mọi người. Trong cái đống trà này mới nhiều nè. Khó kéo. Đập cho nó ra. Lưới này dính nhiều mọi người. Trong đống trà này nó bún ra rất là nhiều luôn. Ê, tới đó luôn. Được rồi, đúng rồi, đúng năm nữa. Lưới thông vượt vượt xíu xíu lên đây để nó chạy ra. Đó. Nhiều 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 người, lưới này nhiều lắm. Hơn cái nãy nữa đó. Nhiều lắm à. Đây là mặt bị luôn nè mọi người. Đó. Bên đó không có cái mương nữa. Ồ, bún nè, mời mắt chưa? Cá cháo. Dính cá cháo con luôn mọi người. Đây nè, con này cá cháo nè. Quá trời, cá phi con rồi cá trắng con nữa. Chết. À, lưới thứ 7 mọi người. Ủa, thứ 8 này chứ. Dính rất là nhiều rồi. Nửa cái bị này nè mọi người. Cái giò sách nửa cái giò sách đây. Lên lưới thứ 8 mọi người. Bị nữa rồi. Cá nhiều quá. Bị nữa. Mời chưa, quá trời mọi người, nhảy tung tăng luôn kìa. Rồi lưới này lưới thứ 9 mọi người.
Ồ, một túi nữa kìa. Cái này dính cá hơi nhiều không? Để đắng con. Quá trời cá. Mẹ này cá không con. Rồi lưới này lưới thứ 10 mọi người. Như là 10 11 vậy, tính lưới thứ 10 đi. Rồi lưới thứ 10 mọi người. Lên. Quá đẹp các con. Cái gì con kho tiêu. Rồi lưới này là lưới thứ 11 mọi người. Còn tầm 2 lưới nữa là giáp vô. Tầm 40 kg được mọi người. Rồi chuẩn bị giở lưới thứ 11 mọi người. Còn lưới nữa cũng xong rồi. Giáp vuông rồi. Đó, bốn nhòi nhòi chồng. Xong rồi. Trắng phao ha. To to. Cá bóng sọc này, cá bóng sọc sọc này rồi, cá bóng gì đó. Rồi lưới này lưới thứ 12 mọi người. Lưới này cũng lưới cuối cùng mà giáp vô. Cũng gần đây một cái sọt rồi mọi người. Rồi lên lưới thứ 12 cuối cùng. Rồi đậu đó luôn đi con. Nước không có cá. Tại nãy làm ở đây động rồi đó. Có 2-3 tay là nó quá cá. Rồi, lưới cuối cùng mọi người. Gần đây một giỏ sách này. 40 kg á mọi người. Thôi, clip kéo tép tạm dừng đây mọi người. Mọi người xem clip thấy thú vị đừng quên chia sẻ video ủng hộ mình nha. Đừng quên like cũng như comment ý kiến mọi người bên phần bình luận video nha. Chào tạm biệt mọi người nha. Hẹn gặp mọi người trong clip sau nha.